Bão số 6 diễn biến phức tạp vì phụ thuộc vào siêu bão Hạ Long. Liên quan đến diễn biến cơn bão số 6 đang hoạt động ở khu vực Biển Đông và nhiều khả năng sẽ di chuyển vào các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết, hiện nay trên biển đang xuất hiện cùng một lúc 4 hình thái thời tiết nguy hiểm, đó là bão Nari, bão số 6 ở Biển Đông, siêu bão Hạ Long ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, bão Maha ở khu vực Ấn Độ Dương và một áp thấp nhiệt đới ở vịnh Bengal. Ông Hưởng cho biết, 4 loại hình thời tiết nói trên sẽ làm cho cơn bão số 6 ở Biển Đông có diễn biến rất phức tạp, gây khó khăn trong công tác dự báo của Việt Nam cũng như thế giới. Những hình thế thời tiết như vậy làm cho bão số 6 có diễn biến phức tạp, lúc đi ra, lúc đi vào. Cường độ và hướng di chuyển của bão số 6 phụ thuộc nhiều vào cơn siêu bão Hạ Long. Nếu siêu bão Hạ Long đi lên phía Bắc, thì bão số 6 sẽ di chuyển về phía Tây. Ngoài ra, ngày 7-8-11, xuất hiện một đợt không khí lạnh khiến cho bão số 6 sẽ có cường độ mạnh lên, ông Hưởng cho biết. Còn theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 7-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc, 117,2 độ Kinh Đông, cách đảo sông Tử Tây, quần đảo Trường Sa, khoảng 390 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 90-100 km mỗi giờ, giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão hầu như ít dịch chuyển, sau đó có khả năng đổi hướng, di chuyển chậm về phía Tây và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 8-11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc, 116,7 độ Kinh Đông, cách đảo sông Tử Tây khoảng 320 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 100-115 km mỗi giờ, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh. Phía Bắc vị tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 9-11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc, 113,6 độ Kinh Đông, cách đảo sông Tử Tây khoảng 200 km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp ngày 11-12, 100-135 km mỗi giờ, giật cấp 15. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km. Đến 10 giờ ngày 10-11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc, 110,5 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hòa khoảng 160 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, 90-115 km mỗi giờ, giật cấp 13. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km. Đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền các tỉnh Tây Nguyên. Trong 96 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi sâu vào đất liền suy yếu và tan dần. Cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 3. Theo dân trí,